tôi xin chào bạn đến với kênh WTCO của Trung ha. Thì bữa nay Trung sẽ tiếp tục giao lưu những cây mai giảo Thủ Đức bằng 9-12 cánh. Lô bữa nay thì Trung làm từ mã số 50K51 ha tới K65 thì dưới giá là 400.000 một cây, chưa có tiền ship. Mai bữa nay thì Trung dám bao các bạn là gốc lại gốc đẹp, gốc cây và hoàn toàn rất rẻ luôn. Đây bạn thấy cái cây trước mặt của Trung, cái cây già bá luôn ha. Chà bá luôn, hoàn toàn không có lỗi luôn, bộ ghép thì bằng ngón hai ngón tay cái Trung luôn. Nhiều điều Trung sẽ giao luôn anh em với giá là 400.000 một cây thôi, chưa có tiền ship, để cho anh em mình về có những cái cây mai mà anh em mình chăm sóc ha, hoặc là tập chăm sóc, hay là để như anh em mình mới tập chơi ha, thì những cây mai này thì rất hợp với anh em. Những cái mai thì Trung đã thay giá thể rồi, thì mới thay thôi, nói chung là mới thay thôi, thì đã cắt rễ làm lại con hết rồi. Anh em mình Trung sẽ bỏ y cái bầu nhẹ nhàng cho anh em, anh em gì bỏ vô cái chậu ba tắc như Trung ha, ba tắc lọt lòng cũng được, hoặc ba tắc phụ bì cũng được, tùy theo anh em thôi. Và Trung sẽ cho kèm theo giá thải, anh em mình việc bỏ vô thôi, không cần mua giá thải, không cần mua hết, và chăm sóc thôi. Thì anh em nếu chăm sóc được những cái mai này tới Tết có bông đặt ok, thì sang năm mình có quyền mình chơi những cái mai có giá trị hơn bạn. Nhưng cái này thì nói chung là nay tại do đại dịch thôi, thì mà Trung mới bán giá rất khủng, những cái này mà để đổ mưa xuống là nó rất bự rất khủng rồi, thì nó cái giá nó không còn là giá như vậy đâu bạn. Như bây giờ Trung làm giá 400 là quá hợp lại, bây giờ quá rẻ luôn ha. Thì cây này là cái hoành, bạn thấy hoành được 12 nè ha, đó hoành 12, hình thú là rất ok rất đẹp luôn. Dần cành tàn thì đang phát triển rất sung ha. Chiều cao của em nó thì được 43. Rồi cây này là cây đầu tiên của Trung hay là mã số K51, giá 400.000 một cây, chưa có tiền ship ha. Thì đây bạn thấy cái dàn tàn không? Dàn tàn ok ha. Đó thì cây này về nên mình chỉ chăm sóc thôi. Đọt non bạn thấy đang ra đọt non rất mạnh hết rồi. À, bạn bây giờ mình cứ đẩy vô nó đã bắt rễ, bằng từ khi thay đất thì nó đã bắt rễ rồi. Và nó ra bốn đọt non rất mạnh, mình về mình chỉ việc chăm thôi. Bạn thấy cái cây rất đẹp ha. Thì cây này là cây K51 của Trung ha. Rồi ok, cây đầu tiên. Đó bạn thấy không? Dàn tàn ok ha. Rồi. Rồi tới cây K52 bạn. K52 thì một cây siêu lùn, siêu nhỏ, siêu mini luôn. Và cũng là siêu đẹp luôn. Đó, bạn thấy siêu rồi lùn nhỏ siêu mini rồi. Bỏ ghép bạn thấy không? Gần liền luôn ha. Một cái con nhện nhãn đang bò rồi. Nhện nhãn này y như con robot người máy mà. Đang đi cao ha. Này mấy anh mà nhà khoa học nghiên cứu là cây này ok rồi. Dàn tàng bạn thấy dàn tàng rất mini nhỏ xíu thôi. Rồi chúng sẽ đo thông số cây này luôn ha. Rồi cây này thì hoành được 8 phân bạn. Chiều cao của em này thì chỉ có 24 thôi. Cao chừng gần mấy không thôi. Dàn tàn ngang thì dù Trung cỡ cũng ngang Trung cỡ chừng gan thêm thôi, 20 thôi. Nhưng mà thấy đọt non đồ đang ra rất nhiều ha. Thì anh em mình về chăm sóc vô một phát, một là đổ mưa xuống là ok luôn. Rồi cây này là cây K52. Đây bạn thấy dàn tàn ha. Đó dàn tàn siêu mini, siêu nhỏ, siêu ngắn luôn. Nhưng cái cây là siêu đẹp luôn. Thì giá 400.000 cây này là cũng rất hợp lại các bạn. Tại bạn thấy biết những gốc này là những gốc bứng nha, không phải những gốc nhớt, những gốc này là rất bự rồi. Họ trồng rất nhiều năm mới được cái gốc như vậy. Rồi cây này là cây K52 ha. Rồi cũng là giá 400. Rồi tới cái K53 cũng là một cây siêu mini luôn. K52, K53 là hai cây siêu mini. Siêu mini mà đều gốc cũng siêu quái mà. Gốc cây này cũng siêu quái ha. Đó, siêu đẹp luôn, cũng hoàn toàn không có lỗi ha. Rồi chúng sẽ đo thông số cây này luôn. Cây này thì chúng chơi chung ăn gian ha, chúng đo này chỗ bự nữa ha. Tại vòng bay trên đây thì nó có mắc cái bo ghép này rồi nên mình không có đo được. Nên mình ăn gian đo chỗ bự nữa ha, chỗ bự cho chắc ha. Đo này đo là cái đo ăn gian mà. Đo chỗ bự này là nó tới 14 mà. Và tới 14 nữa ha. Đó tới quanh 14 nè. Còn chiều cao nó đi được 27 thôi. Đó bởi chúng nó hai cây tên này là hai cây siêu mini. Các bạn biết không phải là cái tàn hơi nhỏ như vậy đâu, mà cái tàn họ rất bự đó bạn. Cây rất bự này như người ta bấm lại, người ta chơi dặn lùng dặn lực các bạn thấy nó ra đột non rồi đó, thì người ta sẽ chỉnh tàn là nó sẽ đẹp hơn cái hơi ban đầu của người ta. Chính cái này mà nếu đừng có bấm mà đẩy thì cái tàn nó cho bá rồi. Nhiều điều nó thưa tàn nó không có đẹp. Nên người ta mới bấm sát là đang ra đột non thì rồi nói chung là bấm đột đầu hết bạn. Để cho nó kích niên đột non ra, cho điều tàn mình canh là nó sẽ đẹp hơn. Những cái này thì là dành cho anh em mình mới tập chơi hay hoặc anh em mình gì muốn nghiên cứu làm những cái cây có tác phẩm có giá trị ra, thì là những cái này là những cây của anh em ha. Rồi cây này là cây K53. Bạn thấy dàn đế y như một cái con rồng ha, rồng bù diều đồ ức đồ ngực đồ bự, nói chung bự đồ ok bạn. Đầu ha, cái đầu nè, cái miệng đưa qua đây nhìn nó cũng rất lạ bạn ha. Các bạn thấy như bo ghép nè ha, bo ghép nè, người ta cắt rất sát bạn nè. Người ta cắt rất sát, cắt rất bự, chừa là có đống miếng nè ha. Chứ nếu mà đừng có chừa bao đừng có cắt lại ra cây rất bự ha. Rồi dàn lá thì bạn thấy đang ra lá non rất ok ha. Đó, đang ra non ha. Rồi tới cái cây 54 bạn. Cây K54 ha, cũng là giá 400 ha. Đó, K54 thì có cái lỗi chỗ này đó bạn. Qua này cũng làm rồi. Đó, trên đây thì hoàn toàn ok, bạn thấy đang kéo rất đỏ ha.
Đó, cái con gì đang chụp mồi nhìn cũng rất ok, giá 400 thì cũng rất hợp lại rồi. Thì giá này là giá bao rẻ bao anh em luôn rồi. Quành được 105 bạn. Những cái này là mai giảo Thủ Đức, bông rất bự và bông thơm nha. 9 tới 12 cánh ha. Thì bạn thấy dàn lá bạn biết rồi. Lá chắc cả bá luôn. Thì đa số là trung nhập một chỗ một giống thôi chứ không phải là lai giống mà. Chiều cao được 32 ha. Cho nên các bạn thấy Tết Trung bán ở chợ qua, người ta thì sáng sớm phi bán cho 4-5 giờ người ta lại về ta lật hết bông. Còn Trung là Trung để nó vàng luôn các cái vườn qua của Trung luôn. Tại mình bông mình bự mà bạn, mình đâu cần phải lật làm gì. Mình cho họ thấy bông họ mua. Nên Trung bán mai là vô chỉ có một vườn mai của Trung là nó đặc biệt khác chứ chợ qua nguyên một chợ qua chỉ có vườn mai Trung là đặc biệt thôi. Chỉ còn y bông thôi, còn anh em ta lật hết rồi. Cây này là cây K54 bạn, K54 ha. Rồi cây này K54 cũng là giá 400 ha. Bạn thấy có gốc. Gốc này thì các bạn thấy khó khỏi gần phải chơi này. Nè, bạn nhìn cái mặt này nè. Đó, thấy không? Nhìn ok không? Rất đẹp ha. Bữa nay Trung làm là những cái cây còn lại là nói chung là những cây giá khuyến mãi bạn, những cây giá khuyến mãi mình để này nó chặt vườn, mình dạng như mình thanh lý cho nó gọn vườn thì mình đi nhập vô khác gì thì nó kiểu mã nó khác. Nên những cái cây này có thấy đã ghép liền cốt. Cây này Trung dám bao bạn ghép phải trên 6 năm. Bạn thấy bao ghép bằng tay cái Trung mà để liền cốt rồi thì đã 6 năm rồi. Một cái con hình rồng nữa ha. Hồi nãy có con hình rồng, con hình rồng là Trung cặp rồi. Anh em mình để cặp này về chăm sóc là ok. Rồi Trung sẽ đo thông số cây này luôn bạn. Cây này là cây hoành được 12 bạn. K55 ha. Chiều cao nó cũng rất là khiêm tốn luôn. Chỉ có 19 thôi. Trung đo được các bạn thấy biết rồi. Rồi trên đây thì Trung đã dừng đọt hết rồi. Anh em mình về cái về là chăm cho nó phát lên thôi. Tại bạn biết cái bộ ghép rất lâu rồi, rất bự rồi là nó rất mạnh nên nó phát lá là bạn thấy rất ok luôn. Rồi cây này cây K55 ha, cũng là giá 400.000 một cây luôn. Rồi tới cây K56 bạn. Đây cây K56 ha. Đây K56. Đó mà thấy gốc ha. Gốc này thì tôi cũng làm được mấy lần rồi. Mà lúc trước tôi làm giá cao quá nên cái này đại hai giá cho anh em luôn. Cho nên mình hốt hết luôn này về cho nó chống vườn chung luôn. Cây này thì hoành được 11 năm. Chiều cao nó được 39. Đó các bạn thấy Trung chăm sóc mai rất đơn giản không? Cây được bảo hẳn thì cách này khoảng chừng 60 ngày thôi. Trung mới làm đây thì nó chưa có mới phút được non. Nhưng mà bạn thấy này không? Đó, này nó ra rồi mà, cái đòn này. Hai cái tắc thôi mà. Đó, bạn thấy không? Nó rất lẹ ha. Nên một chiều mai nó thì quyền nó phát được là nó rất lẹ bạn. Nên anh em mình chăm sóc rất ok cây này thì anh em mình chăm là khỏi chơi rồi. Tàn rất sung và gốc cũng rất đẹp luôn. Rồi cây K56 bạn. Rồi tới cây K57 ha. Đây cây K57 đây. K57 ha, một cái em chân dài ha. K57 ha. Rồi Trung sẽ đo thông số cây này luôn. Người ta đo thì ta đo cho bự, Trung thì Trung đo cho nhỏ lên ha, để cho nhỏ cho chắc ha. Hoành được hơn 13 năm ha. Chiều cao của em nó thì được 43. Nếu mà Trung hô Trung đo hoành mà Trung đo ngay chỗ này thì thôi nó cho bá rồi. Tới 21 à. Chỗ này tới 21 lần. Đo chỗ này tới cương gian, mình phải đo trên kêu nhỏ nhất chỗ này ha. Mới là chắc cú. Rồi cây này là cây K57 ha. Các bạn thấy dàn tàn không? Dàn tàn rất ok. Lá rồi non rất ra rất mướt luôn. Anh em mình về cứ việc chăm và anh em mình đừng quên nha. Trung nhắc lại ha. Trung cũng nói này nhiều trong clip rồi. Cây mai nó anh em mình phải bón phân theo đúng chu kỳ của nó, từ tháng Giêng cho tới tháng 6. Năm nay thì dừng thì mình sẽ bón tới tháng 7 là anh em dùng phân bón đạm, là phân bón rải, phân bón hay là nói chung các loại phân cho nó bung đọt, bung cành, bung tàn, bung rải ha. Bung rải rồi và từ tháng 7 tới tháng 10 thì anh em mình sẽ bón cái pha bón có cái hàm lượng lăng cao là số giữa bạn, cho nó là già bộ lá là nó kích nụ. Rồi và từ tháng 10 tới Tết thì anh em mình sẽ bón phân bón có kali cao cho nó cái bông nó bự, bông nó đẹp và đồng thời nó mình bị bổ sung thêm những cái chất cái phân thôi bạn, chứ không phải là thuốc nha, chỉ là phân thôi. Phân là chống rụng nụ hoặc chống này, phân nó có hàm lượng cao kali á, bạn cứ nói là họ bán thôi, không cần phải mua kích thích làm gì. Mình trồng mai là mình còn chơi năm nay, năm sau chỉ nữa. Còn mỗi cây mai là mỗi năm nó có mỗi có giá trị càng lớn thì mình dùng thuốc nó nở bông đẹp năm đó, nhưng năm sau mình lại chăm sóc lên nó cực. Nên các bạn đừng cho dùng thuốc và kích thích ha, mình chỉ dùng phân thôi. Phân là các bạn phải kết hợp phân hữu cơ và phân vô cơ thì cây mai mình chơi mới bền được, chứ anh em mình trồng phân hữu cơ không thì cũng không được, mà phân vô cơ không thì cũng không được ha. Phân nên anh em mình phải kết hợp phân hữu cơ và phân vô cơ. Phân hữu cơ thì anh em mình có thể mua phân viên đó, bằng ký chừng 20.000, anh em mình bón cả năm trời, 2-3 cây mai, cả 5 cây mai bón cả năm trời ký phân vô tư luôn. Rồi anh N3 anh M bón rải thôi, anh em cứ chơi vậy thôi, chất lượng thôi, không cần phải quá cầu kỳ. Mình học nhiều, mình biết nhiều quá nó sẽ làm cho mình cái áp lực, mình nó tạo như ý về dạng cây mai chăm sóc nó rất khó, nhưng thật tế các bạn cứ đơn giản và đừng bình thường là chăm sóc nó rất dễ thôi. Rồi tới cây K58 bạn.
Trung làm thì clip thì nói chung Trung chuyên môn hay chia sẻ những cái phân đó thì các bạn cũng thông cảm giùm, tại mình muốn anh em mình mua cái mai của Trung về mà chăm sóc nó được Tết có bông thì năm sau anh em mình sẽ mua nữa, chứ không phải là anh em Trung trông cho các bạn chăm sóc không được nên năm sau anh em mình không có mai nên phải mua, mà anh em mình nếu chăm sóc được cái mai đó có bông đạt ok anh em mình năm sau chắc chắn sẽ mua nhiều hơn năm trước. Trung làm theo tinh thần đó ha. Thì cây này là được 10 phân mà chiều hoành cao được 10 phân, chiều cao của em nó thì được 28. Cái ngành này bonsai này là nó dạng đam mê bắt tặng, bằng mình bạn mà lao vô rồi mà chơi nó đam mê là bạn chắc ok ha. Rồi cây này cái gốc rất quá ra, nhưng điều cây này có cái lỗ ở trên đầu ha, có lỗ trên đầu thì các bạn thấy là có lỗ trên đầu mà điều nó đã bít rồi bạn, thì ở đây anh em mình nuôi nó liền cốt mà anh em nuôi sinh liền là nói chung là rất là đơn giản ha, không có gì ha. Cái gốc anh em nhìn thấy không? Rất ok ha. Rồi cây này là cây K5958 ha. Rồi tới cây K59. Rồi cái lô này thì Trung nhắc lại Trung làm 400 nha, tại bữa hôm Trung có làm có ông anh ông coi hết clip mà ông không có thấy không nghe nơi Trung nói giá. Tại các bạn biết sao không? Thì Trung nói là ở đầu clip thôi. Thì nhiều khi là đầu clip lúc đó anh không coi hay sao hoặc là thiếu sót gì đó thì anh hô Trung không có báo giá nên Trung phải báo giá từ đầu tới cuối. Cái cây này bạn thấy gốc không? Nó có cái lỗ trên đầu ha. Như cái gốc nè. Đó gốc nhìn ok rất đẹp ha. Gốc y như cái con gì ớt nha. Có hai cái đùi rất bự ha. Đó hai đùi rất cho bá luôn. Rồi cây này thì K59 bạn. Rồi chúng sẽ đo thông số cái này ha. Cái này thì hoành được 10 gần 14 mà, 13 8 139. Điện thoại chúng sẽ không tối thu xuống trời. Cái chiều cao của em nó thì được 25. Rồi cây này là cái K59 bạn. 59 ha. Đó, một em đùi vịt ha. Hổi lò lộn là đùi gà. Hai đùi gà cho bá luôn. Cái này ăn cơm này nhìn hai cái đùi này khỏi cần ăn mắm bạn. Nhìn cái nó cái mình ăn cơm thôi. Rồi cái tới cái cây K60. K60 thì có cái lỗi trên đây mà, có lỗi đó ha. Rồi là sơ trên này mà đều cái gốc rất bự và rất đẹp luôn mà. Rất ok ha, bạn thấy dàn gốc nè. Rất ok ha. Rồi chúng sẽ đo thông số cái này luôn. Cái này thì cái hoành của em nó được 15 ạ, hoành được 15. Chiều cao của em nó thì được 31. Rồi cái này là cái K60 ha. Đây để dư giá là cũng là 400 hết bạn. Chung bữa nay Trung nói là giá hơi nhiều ha, tại anh em Trung qua Trung hơi sơ sót, nó có lần một anh em coi đã coi xong clip không biết giá nhiều. Rồi cây này là cây K60, bạn thấy là đầu non đang ra rất nhiều ha. Nè anh em mình trồng mai thì anh em mình phải để ý ha, để ý tí xíu thì nó yêu cầu nó bạn vậy nè bạn, nó hơi chớm cái lá như vậy nè bạn là nó bị sâu nè bạn, đó bạn thấy không? Nè nó bị sâu nè ha, thì anh em mình nên xịt thuốc sâu đó ha, anh em thấy nó sâu vô nó đụng liền ha, nó rất lẹ ha. Đó, anh em mình nên xịt thuốc sâu trước khi cho nó phát triển mạnh ha. Rồi tới cái K61 bạn. Đây K61 ha. Một cái gốc rất ok luôn, hoàn toàn không có lỗi đâu. Bao ghép đã liền 100% luôn. Bữa nay chúng nô tôi làm cái lô mai khuyến mãi mà. Nên anh em thấy không? Lỗi dàn gốc nè. Dàn gốc rất đẹp luôn, rất ok luôn, như giá chỉ có là 400 thôi. Giá rất rẻ luôn. Rồi cái này là hoành được 11 năm bạn, 11 năm ha. Rồi chiều cao của em này thì được 33. Nói chung là những cái lô mai này thì cây nào cũng vậy đó, đang ra đọt non hết rồi, nên mình cứ chăm sóc thôi. Đó, đã đọt non ra rất nhiều. Bạn ha. Nó ra đọt non rất nhiều ha. Rồi cây này là cây K61 ha. Rồi tới cây K62. Đây 62 mình thì một con thú bạn, con thú 4 giò ha. 2 giò giờ trước nó giờ nhỏ giờ lớn. Bộ ghép các bạn thấy hoàn toàn không có lỗi ha. Bên đây cũng 2 giò, bên đây giò đây, thì cái giò bụi đó. Nhìn y như một con thú ha, thú 4 giò ha. 4 giò cái đuôi bự và bá luôn. Thú này là quái thú rồi. Nên cái đuôi nó rất bự mà. Rồi chúng sẽ đo thông số cây này luôn bạn. Rồi cây này nó có cọng kẽm thì chúng sẽ lòn vô cọng kẽm đi. Để đo cái vô hoài cọng kẽm thì anh em mình hôm mình chúng ăn gian. Rồi lòn vô cọng kẽm là cây này hoành nó tới 14 năm này bạn. Bạn thấy hoành rất bự ha. Cây rất ok luôn. Chiều cao của em nó thì được 33. Rồi đây là toàn bộ tổng thể dàn tàng của em đó ha. Đó, người ta cây này thì mới ghép đây bằng chỉ đũa thôi, nhưng điều tình trạng mai đang phát rất sung và đồng thời nó có bằng nó có những cái tược rất ok luôn ha. Rồi cây này là cây K62 ha. Rồi tới cây K63 bạn. K63 cũng có một con quái thú ha. Đây K63 ha. Đó, ha, nhìn ok trên đây thì đang kéo gần liền mà nó có cái lỗ cái tí xíu thôi, nhưng mà điều cái này không sao ha, tại Trung quay những cái lỗ này thì nói chung là nó không có đáng mà nó đang kéo liền rồi thì Trung không quay thì cũng được thôi, mình Trung không muốn vậy ha, Trung muốn quay là cho rõ anh em cây nào có lỗi thì Trung nói sẽ có lỗi, cây nào có lỗ Trung nói có lỗ cho anh em mình nó
mình chấp nhận mình mua sẽ ok mà. Cái này hoành thì được 10 phân ạ. À, chiều cao em này thì được 43 ha. Rồi, cây này là cây K63 ha, là giá 400k ha. Đó, anh em thấy tàn rất đẹp ha, tàn rất ok luôn. Lá đang ra rất non rất nhiều. Rồi, cây này là cây K63. Rồi, tới cây K64 và cây K65 là cây cuối cùng mà. Rồi, cây này cây K64 ha. À, đây 64 nè, góc về góc ha. Đó, ok. Góc không có lỗi mà, hoàn toàn không lỗi ha. Đây, hoàn toàn không lỗi ha. Đó, một cái góc y như cái con gì đang đứng thòng u diều xuống, hai giò dưới nên cũng ok. Nhìn cũng rất đẹp. Rồi chúng đo thông số luôn. Cái thước chúng nó rất tay tua. Rồi chúng đo thông số thì cây này chúng sẽ đo ăn da ha. Đo ở chỗ cục bự nè. Cục bự này là nó tới 16 bạn. Còn đo trên nhỏ này thì đo không được bạn. Tại trên này nó có 10 phân mà nó nhỏ nó cho nó bị cắt mà. Cắt lõm mình không đo được ha. Nên mình thôi đo cái eo dưới đi. Kệ đo cái eo này cho chắc cú đi. Eo này nhỏ nhất thôi. Cái eo này thì 9 phân mà. Rồi. À, chiều cao của em này thì được 39 ha. Rồi cây này là cây K64 ha. Đó. 64 ha. Rồi cái này đợt này thì nó bay quá mình lật lỡ bắt đầu trên ra tàn cành. Rồi K64 là nó cũng là giá 400 hết à. 400 hết ha. Rồi tới cây K65. Cái cây cũng rất ok luôn. À, mà điều cái này anh em, cái này cái lỗi sơ đây mà điều nó đang kéo ra da đỏ là nên không sao ha, nên không cần phải quan trọng. Trên này là ok luôn, trên này có lỗi chứ đang kéo rất đỏ luôn ha. Đó thì không, nói chung là không ảnh hưởng mà mai thì nó liền cốt thôi anh em, mình không cần phải lo sợ cái vụ mà có lỗi không đỏ. Tại chung làm thì chung phải nói cho anh em thôi. À, hoành được 13 năm mà làm phải nói cho rõ bạn chứ nhiều khi nó có cái lỗi anh em nhìn thấy nó buồn buồn ha. 36 có nhiều anh em về cây mai không có lỗ phải lấy đầu đục cái lỗ nữa, đục cho nó có, nó tạo cái dấu già cái thằng cái cây cỗi cây á, thì mình nhìn cái mai nó mới có giá trị hơn. Đó là làm theo kiểu nghề thật bạn. Rồi cây này là cây K65 cũng là cây cuối cùng bạn, cũng là giá 400 là giỏ Thủ Đức toàn bộ hết ha, toàn bộ hết là 400 hết. Rồi bạn thấy đầu non đang ra rất nhiều luôn, cái này mình chỉ dựng cái đọt lên, ha. Đó thì chung này đây vậy thôi anh em, dựng lên đọt lên là nó sẽ có chi đủ bạn, chi đều hết ha. Rồi cây này là cây ca cuối cùng là K65 bạn. Rồi chúng sẽ cầm điện thoại chúng quay lại từ cây ha. Rồi đầu tiên của cô Trung là cái cây K651 ha. Đây cây K51 ha. Bạn thấy góc nè, góc rất ok, rất đẹp ha. Góc rất lợi, đi chạy chất lượng luôn. Bộ ghép này hoàn toàn không có lỗi ha. À, sang giá ha. Rồi dàn tàn thêm luôn. Rồi tới cây K52 cái con dưới nhện gốc rồi bạn, bon ha. Đó đây thằng nó nhỏ nhỏ thôi nhưng nó rất đều bạn. Cây này thì mình chăm sóc này tới Tết mình chơi qua thoải mái đây. Mà thấy không? Rất nhiều cành, nhiều tàn, đều tài đều kia ha. Mình chăm sóc thì đang ra đồ non rất nhiều rồi. Rồi tới cái cây K53 là cái hình thú ha. Đây, hình con rồng. Các bạn thấy rễ nè, một giò cắn là rất nhiều ha. Đó là bên đây nha. Đó bên đây giò nè ha. Đó, con rồng ha, con rồng bù diêu đồ đầy đủ nha. Không có lỗi ha. Ở nhà tàng này tí thôi. Rồi tới cây K54 thì cái gốc rất đẹp luôn. Điều cái gốc này có lỗi với cái giò mà. Để chung quay cái lỗi luôn xem. Bạn thấy gốc rất bự luôn, rất đẹp luôn. Cái lỗi đây sơ đây ha. Đó, thì cái đó không quan trọng ha. Mình gì mình có thể mình chắc keo là sơ lại. Mình chơi nó sẽ đẹp hơn. Cái cây nhiều quan trọng là cái gốc đẹp à. Rồi, cây K54 ha. Rồi tới cái K55 cũng là một cái cây gốc rất đẹp à. Đây ha. Giá 400 thì cây này rất là hợp lý rồi. Cây này lúc nhập vô trung nhập có thể cao đi, rất cao luôn. Nhưng điều này chung hơi là giá khuyến mãi ha. Rồi, cây này là cây K55 ha. Rồi tới cây K56 luôn. Đây. 56. Rồi tới cây K57 là em chân dài hay chân cao? 57 ha. Em chân cao ha. Cây nào có lỗi thì chúng sẽ nói ha, còn như cây không lỗi thì chúng không nói. Tại cây này nữa nó không có lỗi, thấy bộ ghép này rất đẹp ha, hoàn toàn không có lỗi nên chưa cũng không nói gì hết. Đây rồi tới cây K58 ạ. 58 thì em rất nhiều rễ dưới ha, đó, rất nhiều rễ luôn. Đó. Nó có lỗi sơ vậy, là sơ nè, nói chung là không ảnh hưởng ạ. Giờ dàn tàn của em đó ha. Rồi tới cây K59 bạn, 59 là một hai em đùi gà, 9 đùi gà ha. Hai cái đùi gà rất bự luôn. Rồi thì trên đây nó cũng có cái lỗ trên đây rồi. Đó, lỗ ha. Đó. Còn dưới đây là hoàn toàn ok ha. Thấy không? Không có gì hết ha. Rất đẹp luôn.
Rồi mong em đưa ra ha. Em này thì phải về phải chăm lại, chăm lại tàn tàn nó còn đang yếu, đang bung rồi mà. Bung là đợi tàn rất nhiều, tàn nó đang rất ít ha. Rồi tới cây K60. K60 ha, thì có cái lỗ đây. Rồi, ha. Bộ ghép thì cây này, những cây này rất bự mà. Rất bự ha. Rồi cái dàn gốc với nó rất khủng này. Gốc rất ok luôn. Rồi cây K60 này ha. Rồi tới cây K61. 61 này. 61 thì hoàn toàn không có lỗi mà. Không lỗi trong như vậy ha. Gốc rất đẹp ha. Rồi, 61 ha. Rồi tới cây K62 cũng ok ha. Đây, một con hình thú ha. Đó, hoàn toàn không có lỗi rồi. Không lỗi ha, sáng giới ha. Hình giò thẳng này đầy đủ ha. Rồi cây K62 ha. Rồi tới cây K63 bạn. Đây. Đây, bộ ghép rồi ha. Ok ha. Rồi K62. Ok, lỗi K63. Rồi tới cây K64 bạn. K64 ha. Ở góc hay góc. Hoàn toàn không có lỗi hết ha. Đây dàn tàn của em đây. Rồi tới cây cuối cùng là cây K65. Rồi, đây, cây 65 này. Ở góc này. Ok ha bạn. Hoàn toàn không ngon ha. Trời bòn trên. Rồi cây K65 ha. Rồi Trung cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung ha. Xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Trung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Anh em mới xem kênh của Trung lần đầu tiên thì đừng có quên ký kênh ủng hộ Trung ha. Để cái kênh Trung có thêm động lực làm những clip hay, chia sẻ cách chăm sóc mai rồi anh em, hoặc là giao lưu mai những gốc đẹp lạ cho anh em mình sưu tầm ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip.